Dạ thưa vâng, và tiếp theo thì chúng tôi cũng xin giới thiệu đến quý vị một nhà tài trợ của chúng tôi, đó là Hải Lê TV 22.6. Xin quý vị cho anh một tràng pháo tay thật lớn. Và cùng xuất hiện cùng với lại anh Hải Lê với sản phẩm Đông Trùng Hạ Thảo, thì thưa quý vị hãy cùng chào đón cô Hoa hậu Kiều Diễm và Hải Lê. Thúy Hằng biết rằng là quý vị đã xem những chương trình của anh Hải Lê rất là nhiều, mà lúc nào cũng vậy, anh cũng có những cái phần quà rất là đặc biệt gửi đến quý vị. Thì ngày hôm nay Thúy Hằng xin muốn hỏi anh Hải Lê là anh có nhiều quà cho quý vị ngày hôm nay không? Quý vị có muốn quà của anh Hải Lê ngày hôm nay không ạ? Ngay tại chỗ nghe không ạ? Lớn lên quý vị có muốn quà hay không? Đấy à. Vâng, thì trước hết Hải Lê xin cảm ơn quý cô bác anh chị cũng như là khách hàng của Đông Trùng Hải Lê. Bên cạnh là Hoa hậu Kiều Diễm thì cảm ơn Trọng Thắng với Thúy Hằng cũng như Sông Bài cho chúng tôi cái cơ hội để mà lên trên này cũng như là tài trợ cho cái show ngày hôm nay. Thì Đông Trùng Hải Lê thì trong suốt 3 năm qua quý vị đã biết rồi, uống không kết quả cho trả lại trong vòng 5 ngày. Wow, lẹ quá. Vâng, và gần đây thì chúng tôi ra thêm một cái bộ kem mỹ phẩm. Thì thì Trọng Thắng cũng biết là mình đàn ông mà đứng ở quảng cáo mỹ phẩm này cũng kỳ quá. No, không có gì kỳ hết bây giờ. Ngại ngại. Hải Lê không có nổi tiếng bằng Trọng Thắng nên hơi sợ sợ. Thôi để cái việc đó giao cho Hoa hậu Kiều Diễm. Dạ vâng, xin mời Hoa hậu Kiều Diễm. Trước hết Kiều Diễm xin kính gửi lời chào thân thương đến quý khán thính giả có mặt buổi tối hôm nay và quý khán thính giả có mặt khắp mọi nơi, một lời trân trọng và thương yêu nhất. Vâng, Kiều Diễm cũng mượn làn sóng này cũng như cái chương trình show của Trọng Thắng cũng như người đẹp Thúy Hằng kính gửi đến quý vị một cái sản phẩm Go phải nói là trên cả tuyệt vời. Đó là những cái lời khen tặng của tất cả quý khán thính giả đã quý khách hàng đã thương yêu trong suốt những năm tháng vừa qua, và Diễm rất hân hạnh và trân trọng nó cũng như đem đến một cái làn da trẻ chung cho tất cả quý vị, vì thời gian không ai chừa cho bất cứ một người nào hết. Thì cái dòng sản phẩm này sẽ đem lấy lại chủ trẻ cho quý vị, công nghệ tế bào gốc sẽ giúp cho quý vị và không hề có phản ứng phụ, và với tuyệt tác của nó là quý vị không có kết quả trong vòng 14 ngày, quý vị sẽ được trả tiền lại 100%. Một tràng pháo tay thật lớn cho Hoa hậu Kiều Diễm và anh Hải Lê, cảm ơn. Vâng, và Hải Lê muốn tài trợ cho chương trình show hôm nay hoàn toàn. Quý vị có cái vé trong tay, nhớ đừng vứt bỏ. Cái vé đó là trị giá tệ nhất là $25. Quý vị giữ cái vé đó và lát nữa ra ngoài cái quầy gian hàng của chúng tôi lấy cái địa chỉ và đến văn phòng chúng tôi trong khu chợ IBC kế bên trái cây Bà Tư. Quý vị sẽ được một cái chai Đông Trùng Hạ Thảo hoặc là một bộ kem để xài thử. Nếu mà xài không kết quả đòi Hải Lê bằng tiền mặt lại cũng được quý vị nha. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn. Nhớ giữ. Và mình có 500 chai dầu con gấu một lát nữa quý vị. 500 chai dầu con gấu các thưa quý vị. Lát nữa quý vị ra ngồi gian hàng của Hải Lê lấy 500 chai dầu con gấu, cầm được máu T66, món quà quý báu tặng cho người yêu dấu. Cảm ơn Hải Lê rất là nhiều. Quý vị nhớ là lấy phần quà của công ty Hải Lê.